Alo, 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 alo. Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh BMT Củ Chi. Hôm nay mình sẽ hành lý một con âm ly AT đăng chính hãng, đời là BA203 la mã EV. Model là EV có bo đèn quét và trên bo đèn quét bo gin, mạch gin là có chữ A ghi gần sáng ở đây nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ test nhanh gọn phần mid luôn. Con này là sử dụng chip IC2399. Con IC này là BT2399 hàng zin theo máy, chắc âm ra cũng rất là tốt và cái độ quen nhạy nhẹ nhàng bay bổng, nói chung rất là hợp lý với cái số tiền con máy ngày hôm nay. Hàng chính hãng công ty Agigan, nghe nhạc karaoke gia đình. Con này chúng ta đánh với một cặp loa hai tắc gử là rất là hợp lý, một cặp hai tắc gử quay đầu ha ha. Tình trạng con máy là còn zin nguyên bản. Zin nguyên bản là từ bo nguồn đến phần công suất là zin nguyên bản. Và phần rề đằng trước thì các cơ volume đã được thay thế kiểm tra. Những con bị lỗi, bị chết, bị tăng tỷ số, bị gục gẹt là được thay thế mới hoàn toàn. Nên các bác cứ yên tâm về cái âm thanh đầu ra của em nó, bảo đảm tốt như máy mới. Rồi bây giờ mình sẽ test tiếp tục là mic 2. Hồi nãy vừa vô là test mic 1 rồi nha các bạn. Độ bay bổng rất là nhẹ và mic hút lắm. Alo, 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 alo. Tôi với nàng hai đứa nguyện yêu nhau. Alo, 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 tay trắng cùng nhau mơ đến ngày bạn đâu. Alo, 1, 2, 3, 4. Mít hát rất là nhẹ nha các bạn. Rồi cái độ vang nhạy bay bổng, delay echo tốt hết cho con máy này. Phần nhạc thì dàn nốt up phê ngọt ngào. Và hai bên công suất đánh đồng đều nhau. Đây có con tem của hàng công ty, tem còn rất là đẹp các bạn. Nốt 3S up phê dẫn tốt. Nói chung con máy xài là full chức năng. Con máy xài bảo đảm full chức năng từ A tới Z, mua về ghép lo là dùng liền. Âm thanh đầu ra đảm bảo các bác thích thú so với giá tiền các bác bỏ ra. Hôm nay mình thanh lý con này là giá 1 triệu đồng, máy là còn đẹp zin. Chỉ kiểm tra hai volume đó, tình trạng là như thế. 1 triệu đồng không bao ship. Bác nào xem qua ưng ý thì cứ liên hệ em để lên đơn. Số lượng chỉ có một con một mà các bạn. Mặt tiền còn phải nói là đẹp nha. Nắp máy đây, nắp máy zin. Nắp máy zin không sơn dặm tút nha các bạn. Thấy không? Nắp máy sơn zin có đóng chữ A ghi găng ở đây. Nắp này cũng dày dày à. Đó thì toàn bộ cái chất âm mà con máy mình đã test cho các bác rồi ha. Nghe nhạc karaoke đảm bảo còn rất là chất lượng, sử dụng là độ bền cao. Tại bên trong nội thất của em nó, con máy đời EV là chạy với cấu hình 8 sò và một cặp tụ 10.000. Tăng phô xíu đàng hoàng nha các bạn. Con máy
là còn liên lạc. Và công suất đầu ra là 150W một kênh. Có số xe ghi đầy đủ ha. Rồi bây giờ mình sẽ soi nội thất kỹ hơn cho các bác xem chi tiết nha. Tăng phô xiến tròn, tăng phô cũng rất là lớn. Chúng ta đánh một cặp bass 25 là yên tâm luôn. Hai con cầu chì cấp, cầu chì nguồn của công suất nè các bạn, cầu chì zin nha, chưa được thay thế là chứng tỏ phần công suất chưa chạm chập gì hết. Ở đây sử dụng một cặp tụ màu tím 63-10.000 web, còn cái relay bảo vệ lo ở đây, và cái cụm hoạt động của relay là nằm ở đây nha các bạn. Thì linh kiện toàn bộ con máy đã xuống màu, nhưng mà chất lượng và độ bền, độ ổn định hoạt động còn rất là nghiêm chỉnh. Và các bạn lưu ý điểm là trên bo mạch của đời 203 à, cái này sử dụng 203 ba la mã E, trên mạch có ghi chữ luôn nè, là đời EV và E là sử dụng cùng bo công suất. Ở đây có ngày sản xuất luôn nha, là tháng 1 năm 2013 ở 0113 nha các bạn, sản xuất năm 2013. Đây ở trên đây cũng hai la mã 203 ba la mã E, là cái model E và EV đều được sử dụng chung bo công suất. Cái này là EV có bo đàng hoàng. Rồi đến phần rề đằng trước, máy gin full nghe các bạn. Vinfun giá thanh lý 1 triệu nét tốt bao. Bác nào mà ưng ý xem ưng ý thì cứ liên hệ em để lên đơn, bán hàng ship toàn quốc. Bác nào ở xa thì cứ cọc tiền trước 100-200 ngàn, mình sẽ lên đơn gửi cho các bác. Hãy ghi hết nha. Ở đây bo đèn cũng ghi luôn. Rồi nói chung cấu hình toàn bộ như thế các bạn. Con này đánh cũng rất là êm ái, tiếng âm thanh tương đối. Tiếng mét là hát nhẹ, bảo đảm cho các bác mua về là ghép vào là hát liền, không cần qua mà chỉnh hay sửa cái gì hết. Máy là hoạt động tốt 100% như máy mới. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ngọt ngào. Rồi video quay tới đây kết thúc. Bác nào xem mừng ý thì cứ liên hệ em để ủng hộ. Số lượng chỉ có một con duy nhất, con này thanh lý 1 triệu nha các bạn. 1 triệu không bao ship, bác nào chốt thì cứ liên hệ em. Rồi chân thành cảm ơn các bạn. Mình xin kính chúc các bạn một ngày cuối tuần bên gia đình và người thân thật tràn đầy hạnh phúc và luôn luôn thành công trong công việc nha. Rồi chân thành cảm ơn, bye bye.